tiếp tục này, ta sang video số 13.2. 13. Đúng chưa? Tức là áp dụng này, giải phương trình bậc 1 với gì? Hệ số gì? Nhập vào đúng không? Vào nhá. Áp dụng giải phương trình bằng 1 với hệ số nhập vào. Ok, như vậy là vẫn là PHP thôi đúng không? Như vậy là ta đã mở cái bài cũ ra này. Cái bài ở video số 10, bạn xem lại cái video số 13.1 này đúng không? Thì chúng ta có cái đoạn này đúng nhỉ? Thế bây giờ để giải quyết thì ta làm nào các bạn? Ta không in ra cái này nữa đúng không? Mà ta tính nghiệm đúng không nhỉ? Ừ, bây giờ ta kiểm tra này. If nhỉ? If mà gì? A bằng gì? Tức là đây là đoạn này là post số liệu nhé. Sau khi post xong thì ta kiểm tra if này. Đô la A bằng gì? Không. Thì ta kiểm tra B có bằng không hay không đúng không? If là gì? Đô la B bằng không. Nếu mà đô la B cũng bằng không thì sao các bạn? In ra cái gì? Phương trình gì? Vô số nghiệm đúng không? Rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình L. L tức là B khác không ấy đúng không nhỉ? Thì sao? Phương trình gì? Phương trình vô nghiệm. Rồi. Thế còn cái L của cái A này sao các bạn? Là gì? Đô la X bằng trừ gì? Trừ B chia cho A. Bây giờ ghi là gì? Nghiệm của phương trình là hai chấm nhá, cách nối với đô la x thì chứ nhỉ. Đây là giải phương trình bậc nhất. Như vậy thầy xóa những cái vớ vẩn này đi cho nó, bỏ này đi. Ok, thì đây là đoạn này, đoạn giải phương trình bậc nhất nhé. Đấy, nhỉ. Rồi, toàn bộ đoạn giải phương trình bậc nhất đây, nhưng mà với dữ liệu nhập vào nhỉ. Nãy là chúng ta tính dữ liệu fix sẵn đúng không? Bây giờ dữ liệu nhập vào dựa vào cái form này nhỉ. Ta sẽ vẫn gõ là lab 211 đúng không? Ta trở về trình duyệt. Ta gõ này. Lab 211 enter. Nhập 1 đúng nhá. Nhập 2, nghiệm phương trình là gì? Chữ 2 nhỉ. Nhập 0, nhập 0. Phương trình vô số nghiệm. Nhập 0, nhập 2. Phương trình vô nghiệm. Đúng chưa? Nhá. Như vậy nó sẽ thực hiện được cái bài toán đó. Được chưa nhỉ? Ok, như vậy là ta kết thúc cái bài giải phương trình bậc 1 với hệ số nhập vào nhé.